Chào tất cả các bạn đến với trò chơi Đây là ai? Trả lời bằng cách kích chuột chọn số 1, 2, 3, 4. Ở đây có 4 câu hỏi. Và mỗi câu hỏi đó là một mảnh ghép. Khi mà chúng ta lật hết 4 mảnh ghép này thì sẽ xuất hiện chân dung của một nhân vật lịch sử. Tôi chọn ô số 1. Tính âm 100 cộng 100. Âm 100 và 100 là hai số đối nhau. Hai số đối nhau có tổng bằng 0. Như vậy mảnh ghép thứ nhất đã được lật. Tôi chọn câu hỏi số 3. Tính âm 127 cộng 2021 cộng 127. Tính nhanh nào. Âm 127 cộng 127. Hai số đối nhau có tổng bằng 0. 0 cộng với 2021 kết quả là 2021. Như vậy mảnh ghép thứ 3 đã được lật. Tôi chọn câu hỏi số 4. Bạn Uyên có 20.000 đồng. Bạn Uyên mượn bạn Hiền 30.000 đồng. Hỏi bạn Uyên có bao nhiêu tiền? Như vậy, có 20.000 đồng có nghĩa là bạn Uyên có 20.000 đồng. Còn bạn Uyên mượn bạn Hiền 30.000 đồng có nghĩa là bạn Uyên có bao nhiêu? Bạn Uyên có âm 30.000 đồng. Như vậy, bạn Uyên có bao nhiêu tiền? Chúng ta thực hiện phép cộng. 20.000 đồng cộng âm 30.000 đồng cộng hai số nguyên trái dấu. Ta lấy 30 trừ cho 20 bằng 10 và dấu là dấu của số 30, đúng không? 30.000. Như vậy số tiền của bạn Uyên là 20 cộng âm 30 bằng âm 10.000 đồng. Nếu bạn Uyên lấy 20.000 đồng này trả nợ cho bạn Hiền thì bạn Uyên còn nợ bạn Hiền 10.000 đồng. Mảnh ghép số 4 đã được lật. Mảnh ghép số 2. Nhiệt độ ở Sapa sáng nay là âm 1 độ C, buổi chiều tăng lên 2 độ C. Hỏi nhiệt độ buổi chiều ở Sapa là bao nhiêu? Chúng ta thực hiện phép gì? Tăng thì chúng ta thực hiện phép cộng. Như vậy, âm 1 cộng 2. Âm 1 cộng 2 bằng bao nhiêu? Có 2. Coi như có 2 mà trả được 1. Như vậy vẫn còn 1. Âm 1 cộng 2 bằng 1. Chúng ta lấy 2 trừ 1 bằng 1 và dấu là dấu của số 2. Mảnh ghép cuối cùng đã được lật. Các bạn có biết đây là ai không? Đây là một nhân vật lịch sử rất là nổi tiếng của Việt Nam, đó là chị Võ Thị Sáu, gắn với bài hát Mùa Hoa Lê Kim Ma Nở. Bài hát đó có tên là Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933 và mất 1952. Cô sinh ra tại huyện Đất Đỏ, Bà Rịa, Vũng Tàu, là một nữ du kích trong kháng chiến chống Pháp ở Việt Nam, người nhiều lần thực hiện các cuộc mưu sát nhắm vào các sĩ quan Pháp và những người Việt cộng tác đắc lực với chính quyền thực dân Pháp tại miền Nam Việt Nam. Cô bị quân Pháp bắt được và bị tòa án binh quân đội Pháp xử tử hình khi mới 19 tuổi. Như vậy là chúng ta có cuộc sống hòa bình, hạnh phúc ngày hôm nay, đó là nhờ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước, vì đồng bào, vì dân tộc. Vì vậy, thế hệ trẻ ngày nay chúng ta cần phải học hành
thật giỏi giang. Phải rèn luyện mình về đạo đức và tài năng để làm sao đưa đất nước chúng ta sánh vai với các cường quốc Nam Châu như lời Bác Hồ đã dặn. Video tới đây là kết thúc. Hẹn gặp các em ở các video tiếp theo. Chào tạm biệt tất cả các em.